người ta cắt uống xong này nó vô nó mua nữa. Vô là nó chở lúa. Cái cỏ này là nước của trâu. Ở đây mình thấy cái nhà này ở trên lầu đó thì nấu cho con đang gặt mấy cái mè. Bà này có bán khoai, bán đậu phộng gì đó. Đây là cây trăm, cây trăm này chỗ bông này. Hồi này sẽ có trái xuống. Mấy cây kia nó mới đọt to non này, thấy chưa có bông này, có bông này. Bông trăm.
bụi trong đó, quý định nó trắng trắng này. Dạ không nữa có trắng trầm. Mấy cây kia chưa này nó có bông này, có trái xuống. Bởi ở kiểu đăng ra mày. Trời ơi. Chơi tiếp, dễ lắm. Con dễ, dễ hơn mà chị khó nè. Đang làm kiểu mà. Ba chơi tụi tôi. Hả? Quy nhau như thế. Mày cà nó nữa này. Mày cầm đi. Cái chăm còn mình nhớ có dịch nữa còn nữa. Cái này chạy đồng. Đồng đã cắt xong rồi, người ta thả dịch vô. Ở đây có người mày còn xuống nè. Có mấy con còn tới ăn chung. Người ta cắt xuống xong rồi. Này nó vô nó mua lúa. Vô lên chợ lúa này. Bằng mắt lúa, người ta để chất đóng ở trên này. Bò lại mỉm lúa này. Giác xuống vô nghe. Dọn tay mình giác tay này. Này chắc bò miêu. Ở về mùa kênh nó như vậy mà như mùa dưỡng như vậy bắn hiếm lắm bắn hiếm lắm ở mùa hiếm đầu nấu tư nó ngọt ra mùa hiếm ọc quán này nhiều quá ở mấy kênh này là không có chưa có người ở đông. Cái này là kinh Sài Sò. Nó chạy từ trên núi. Ở trên núi ngay chùa Sài Sò. Nó chạy xuống dưới ngay ra ngay kinh Mùi Hoa. Ở đây thì có vài nhà ở lai rai chứ không có đông.
trốn bên bờ kinh nó thuận tiện. Bữa con bờ kinh này nhập chủ này là cũng có dưới bờ kinh hết. Này nó băng băng. Nó trong này nó yên. Nó yên. Đồng cát cây này. Ruộng khúc này người ta cắt xong á. Bên đây có chỗ còn chưa chưa kiếm được chưa về. Nếu mình nói là nuôi sắm á. Còn nếu bên đây nuôi phô tô. Đây là nuôi cắm với nuôi dài. Đây có chỗ mông. Ở chỗ này vàng vàng này là lúa chín rồi. Chưa cắt. Cắt chưa không? Chưa cắt, chỗ này chưa cắt. Còn mấy cái miếng kia còn xanh xanh là nó mới chỗ mông. Nhà bà con đã sống mười một chân. Nhà rất là sơ sùng. Ở trước nhà người ta mở cầu xuống xuống dân kình để người ta sòng nước tắm rửa nhập vũ này.